Kính chào quý vị khán giả, chúc quý vị một năm mới vui tươi, an khang, thịnh vượng. Thưa quý vị, trong những ngày này, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng mạnh. Vì vậy, vấn đề về an toàn thực phẩm ngày Tết là chủ đề chính mà chúng tôi sẽ thông tin, chia sẻ tới quý vị trong chuyên mục An toàn đời sống ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, mỗi dịp Tết đến xuân về, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nhất là nông sản, thực phẩm của người dân thường tăng cao. Tuy nhiên, kèm theo đó là nỗi lo về nguy cơ xảy ra mất an toàn thực phẩm. Do vậy, để bảo vệ người tiêu dùng, ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, siết chặt quản lý an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây là một buổi kiểm tra an toàn thực phẩm trước Tết do Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng vừa thực hiện tại chợ xã Vi Hương, huyện Bạch Thông. Việc kiểm tra tập trung vào những mặt hàng chính là rau củ quả, thịt, sản phẩm từ thịt, các loại nông sản đã qua sơ chế, chế biến và đóng gói. Tại đây, đa số người dân và tiểu thương đều cam kết thực hiện đúng các quy định về giữ gìn vệ sinh, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất và bày bán. Bắt lợn ở bên vị trí, ngay quanh đây, thịt ở ngay nhà rồi rửa sạch rồi mới bắt đầu chế biến rồi mang lên chợ để bán. Như mọi năm là đến tầm 27-28 là nhà em, mọi người sẽ đặt mỗi người khoảng mấy cân để mà ăn Tết. Ngay từ trước Tết, ngành nông nghiệp đã tích cực đẩy mạnh kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và mùa lễ hội xuân 2022. Theo đó, việc kiểm tra tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao mất an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra cho thấy, hàng hóa nông sản bày bán tại chợ, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại những ngày giáp Tết khá phong phú, đa dạng, đa phần là do người dân, cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất. Quá trình test nhanh một số sản phẩm đều cho kết quả khả quan, không phát hiện các chất tồn dư hóa học, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật. Nhìn chung, việc chấp hành các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được người dân thực hiện tốt. Qua kiểm tra bước đầu ấy, thì cũng thấy là các cái cơ sở cơ bản là chấp hành đúng các cái quy định của nhà nước. Tiến hành lấy mẫu một số thức ăn nông sản thì qua kiểm tra các mẫu thì cơ bản là đạt cái nằm trong cái ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt hàng nông sản đảm bảo về an toàn thực phẩm thì vẫn còn một số cơ sở chưa chấp hành đầy đủ các quy định về sản xuất kinh doanh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng đã nhắc nhở một đơn vị là hợp tác xã Ô Cốp Bắc Cạn có trụ sở tại thị trấn Phù Thông do còn thiếu sót thủ tục về sản xuất kinh doanh nông sản. Đoàn đã ghi biên bản kiểm tra và yêu cầu hợp tác xã sớm khắc phục các lỗi thiếu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, cập nhật phần mềm truy xuất nguồn gốc nhằm tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm do đơn vị này sản xuất. Ngoài trường hợp trên, trong quá trình kiểm tra, đoàn cũng kết hợp tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời nhắc nhở và đưa ra một số khuyến cáo đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng về bảo đảm an toàn thực phẩm, mặt hàng nông sản. Về cái khuyến cáo thì đối với các cơ sở kinh doanh thì đầu tiên là phải chấp hành đúng các cái quy định về các cái điều kiện kinh doanh. Cái thứ hai nữa là cũng khuyến cáo là kinh doanh thực phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo cái vệ sinh an toàn và đảm bảo cái sức khỏe cho người tiêu dùng. Ngoài các loại nông sản trong tỉnh sản xuất, cũng có nhiều mặt hàng được nhập từ các nơi khác về. Do vậy, ngành nông nghiệp đã tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ những hàng hóa này về bao bì, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn thực phẩm bẩn, thực phẩm không bảo đảm an toàn trước khi lưu thông trên thị trường. Thưa quý vị, để cung ứng cái sản phẩm nông sản sạch cho dịp Tết, các nhà vườn, các hộ gia đình, cơ sở sản xuất cũng như là các hợp tác xã đã tập trung đẩy mạnh sản xuất, đưa những cái cây trồng có năng suất chất lượng cao, đặc biệt là áp dụng theo quy chuẩn sạch để cung cấp cho thị trường những sản phẩm an toàn đạt chất lượng tốt nhất. Những mô hình nhà lưới công nghệ cao như thế này hiện đang được nhiều hộ dân, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trong tỉnh áp dụng. Với ưu điểm là trồng được nhiều loại nông sản quanh năm mà không bị ảnh hưởng bởi những tác động của thời tiết, hơn nữa còn hạn chế côn trùng gây hại, đồng thời giúp giảm được tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Mô hình này đã giúp tạo ra nhiều sản phẩm sạch và có giá trị kinh tế cao cho thị trường dịp Tết. Cái mô hình này nó rất là an toàn. Cái thực phẩm mình sản xuất ra nó rất là an toàn với lại hiệu quả so với lại mình làm ngoài trời. Để bán ra thị trường thì cái rau củ quả hữu cơ này nó rất là được người khách hàng ưa chuộng, mặc dù nó đắt hơn một chút nhưng mà nó rất là an toàn. Thịt và các sản phẩm từ thịt là một trong những thực phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết. Vì vậy, từ cách nay vài tháng, nhiều hợp tác xã, cơ sở trong tỉnh
cũng đã tích cực sản xuất, chế biến các mặt hàng như lạp sườn, giò, chả, xúc xích, thịt treo gác bếp, thịt hun khói để cung cấp cho thị trường Tết. Đặc biệt với nhu cầu về thực phẩm sạch ngày càng tăng cao của người tiêu dùng, các đơn vị đã chú trọng hơn đến các nguyên tắc trong chăn nuôi và chế biến, đồng thời tích cực tham gia chương trình OCOP để cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nguyên tắc trong sản xuất của chúng tôi là phải là ngon và đảm bảo an toàn, sạch. Theo định kỳ thì mang sản phẩm đi kiểm nghiệm, chứng nhận an toàn thực phẩm. Và sản phẩm cũng đã được chứng nhận OCOP 3 sao năm 2020. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nông sản an toàn trong dịp Tết, thời gian qua, nhiều hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác xã trong tỉnh đã tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, lựa chọn những giống cây trồng, vật nuôi có khả năng kháng dịch bệnh, sâu bệnh, thời gian thu hoạch thích hợp nhằm hạn chế tối đa tình trạng sử dụng hóa chất, thuốc hóa học độc hại trong sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến để tạo ra nhiều sản phẩm sạch, có độ an toàn cao, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết. Bún là một trong những thực phẩm không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của người dân Bắc Cạn. Đây là thực phẩm dễ ăn, phù hợp với cả người già và trẻ nhỏ. Vì vậy mà nhu cầu về trong dịp Tết này thì thường tăng cao. Và để tạo ra được những sản phẩm bún an toàn, chất lượng trong dịp Tết thì các hợp tác xã cũng như các hộ dân đã đẩy mạnh sản xuất theo cái quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Những sợi bún đẹp mắt với hai màu chủ đạo là trắng và đỏ cam là những sản phẩm mà hợp tác xã 20 tháng 10 sản xuất để phục vụ thị trường Tết. Để có được những sản phẩm tươi ngon, đảm bảo an toàn, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khâu sơ chế, chế biến, ép thành sợi và công đoạn phơi sấy đều được các thành viên của hợp tác xã thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng. Nhờ vậy, sản phẩm của hợp tác xã đã được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đặt mua để dùng trong dịp Tết với số lượng lớn. Đầu tiên là phải chọn gạo sạch, 100% bao thai, sạch sẽ hoặc là ngâm đãi sạch, đãi xong là bắt đầu cho vào nghiền, xong là cho máy nhào. Nước thì cũng phải là nước sạch. Thời gian phơi bún thì nếu mà nó cũng tùy theo thời tiết. Nếu mà thời tiết nắng thì có thể là bắt đầu từ chiều nay phơi thì đến sáng mai là bắt đầu mình thu được. Sản phẩm bún khô của hợp tác xã 20 tháng 10 thì sản xuất thì theo cái quy trình lúc nào cũng đảm bảo cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Và sản phẩm của chúng tôi thì năm nay thì cũng đã được đi đánh giá lại. Thì cũng vừa mới nhận giấy chứng nhận là đạt tiêu chuẩn OCOP. Và đặc biệt nữa thì trong cái dịp Tết này thì bà con nhân dân ở quanh vùng ấy thì là cũng mua với số lượng thì cũng tương đối nhiều. Miến cũng là thực phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết hàng năm. Người ta mua miến để dùng trong gia đình hoặc dùng làm quà biếu tặng họ hàng, người thân trong những ngày xuân. Ngoài việc lựa chọn những sợi miến dai, trong, có mùi vị thơm ngon thì vấn đề đảm bảo an toàn cho sức khỏe là tiêu chí hàng đầu mà người tiêu dùng đặt ra. Nắm bắt được điều này, các cơ sở sản xuất miến trong tỉnh đã chủ động sản xuất theo các quy trình, quy chuẩn về đảm bảo về an toàn thực phẩm, đồng thời mạnh dạn đầu tư thêm máy móc, mua sắm các trang thiết bị hiện đại nhằm tăng hiệu suất kinh doanh, nâng cao chất lượng cho sản phẩm. Cái sản phẩm của mình phải thật sự là sản phẩm làm được 100% từ cái tinh bột của cái nguyên liệu đó, và sản phẩm phải đạt chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái quy trình sản xuất làm sao cho nó được khép kín hơn, và hợp tác xã sẽ quảng bá làm sao đưa cái sản phẩm ra khắp mọi miền, có thể là so nhiều các nước khác nữa. Để cung ứng cho dịp Tết năm nay, chúng tôi cũng chuẩn bị, trước tiên là cũng phải chuẩn bị cái nguyên liệu đầu vào, phải đảm bảo được cái chất bột và đảm bảo được cái an toàn thực phẩm để đưa vào cho thị trường. Cái thứ hai là cũng đẩy mạnh cái công suất để sản xuất ra, để có nhiều cái, để tăng nhiều sản lượng hơn để đáp ứng được đủ cái nhu cầu của thị trường. Nhằm hạn chế nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm, mất an toàn trong quá trình sử dụng, ngành chuyên môn khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được đóng gói cẩn thận, có tem nhãn bao bì, ghi rõ hạn sử dụng, mã số mã vạch để truy xuất. Việc lựa chọn thực phẩm an toàn sẽ giúp người dân tránh được những vấn đề nguy hại cho sức khỏe, từ đó yên tâm, đón Tết an lành, hạnh phúc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An toàn đời sống mùng 3 Tết. Hy vọng quý vị đã có được những thông tin hữu ích. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục kỳ tới.